thêm năm học mới 2022-2023, nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các cấp ngành địa phương, tổ chức cá nhân triển khai. Chương trình Tiếp bước em đến trường hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Đoàn Thanh niên khởi xướng cũng nằm trong số này. Với hàng ngàn suất quà, học bổng đã trao đến tận tay các em học sinh với tổng trị giá hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Thực hiện công trình Măng non vì đàn em thân yêu và chào mừng đại hội đoàn các cấp, Hội đồng đội thị xã Phú Mỹ vận động công ty cổ phần China Steel và Nippon Steel Việt Nam trao tặng 10 bộ máy tính bàn cho trường trung học cơ sở Trưng Vương và trường tiểu học Trần Quốc Toản. Rất là cảm ơn cái sự quan tâm sâu sắc đó, và tiếp nhận được 10 máy này là một cái niềm vui và một cái niềm rất là mừng cho các em học sinh nơi địa bàn khó khăn như thế này. Hơn 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Láng Chài, huyện Đất Đỏ vừa được nhận học bổng, quà tặng là dụng cụ học tập, sách giáo khoa và bánh kẹo của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, cụm phối hợp hoạt động Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng giá trị các phần quà hơn 100 triệu đồng. Có một cái món quà dành tặng cho các em, thì thông qua cái món quà đó thì toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên của ngành dầu khí tại khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mong muốn sẽ là một cái động viên, một khích lệ cho các em trong năm học mới, cũng như là thúc đẩy được các em trong có một cái năm học mới thật là tốt, và các em có một cái nguồn năng lượng mới để các em tiếp tục cống hiến học tập thật tốt trong tương lai để trở thành một cái công dân tốt cho xã hội và đất nước. Từ đầu tháng 7 năm 2022 đến nay, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ học sinh bước vào năm học mới thông qua các chương trình, công trình tiếp sức đến trường, cùng em đến trường, vì bạn vùng xa. Bằng nguồn vận động lẫn đóng góp của chính đoàn viên thanh niên, các tổ chức đoàn đã trao gần 1.300 suất học bổng, hơn 1.400 phần quà là dụng cụ học tập, hơn 2.600 bộ sách giáo khoa, hơn 200 chiếc xe đạp với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Ba mẹ con làm công ty may, năm nay con lên lớp 3. Lần đầu tiên con được nhận xe đạp, con rất là vui. Thì các cấp, các ngành cũng như các doanh nghiệp cũng đã chung tay với tổ chức đoàn thanh niên các cấp thực hiện các phần việc, cũng như thực hiện trong cái chương trình tiếp sức đến trường, hỗ trợ các em học sinh từ tiểu học cho đến trung học phổ thông, nhằm giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn được thêm niềm tin để đến trường. Các tổ chức đoàn cũng đã tạo dựng và bàn giao 9 khu vui chơi tích hợp, không gian đọc sách cho những trường tiểu học, trung học cơ sở, khu vực nông thôn với tổng giá trị gần 450 triệu đồng. Trước thêm năm học mới mang lại cho em, các em một cái niềm háo hức đến trường để mà trải nghiệm, để mà học tập, vui chơi, lành mạnh, bổ ích. Chúng tôi rất là xúc động khi nhận được cái sự đồng hành này. Riêng mà học sinh mà khi mà các em mà đến trường mà ngay cả khi chúng tôi vừa lắp đặt xong á, mà học sinh đã đến trường những mùa hè, các em vẫn đến trường thì các em rất là ham thích. Trước thêm năm học mới 2022-2023, sự hỗ trợ từ nhiều nguồn của toàn xã hội càng tạo thêm động lực cho các em học sinh phấn đấu, vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thành chương trình năm học.